Điểm tin tối ngày 5 tháng 10 năm 2023. Cô dâu chú rể bị tạt chất bẩn trong ngày cưới. Ngày 4 tháng 10, trên các mạng xã hội lan truyền đoạn clip 45 giây ghi lại cảnh đoàn rước dâu bị ném chất bẩn. Theo hình ảnh trong clip ghi lại, đoàn rước dâu đang di chuyển đến trạm cưới để vào hội trường tổ chức hôn lễ thì bất ngờ bị một người phụ nữ bịt kín mặt ném chất bẩn vào cô dâu và chú rể. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, không ai kịp né tránh nên cô dâu chú rể bị lấm lem chất bẩn vào mặt, váy cưới. Sau khi tạt chất bẩn, người phụ nữ nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra vào trưa ngày 4 tháng 10 trong đám cưới của anh DVH và chị DTI trú tại thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, người tạt chất bẩn vào cô dâu và chú rể được xác định là chị BTT trú cùng thôn Xuân Sơn. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã, giữa chị T và anh H từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên gia đình ngăn cản nên không đi đến hôn nhân. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Giải cứu 10 người đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Lào. Ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công 10 người đang trên đường được các đối tượng đưa xuất cảnh trái phép sang Lào để tìm việc nhẹ lương cao. Trước đó, 14 giờ 20 phút ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Đông Hà nhận được tin báo của ông NBM, ngụ Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về việc con gái của ông là cháu NNQ sinh năm 2007 bị một nhóm đối tượng đưa ra bến xe thành phố Đông Hà để xuất cảnh trái phép sang Lào. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại bến xe thành phố Đông Hà, lực lượng công an phát hiện có hai ô tô đang đón Quy cùng nhiều người khác để đưa lên vùng biên huyện Hướng Hóa xuất cảnh trái phép sang Lào. Công an thành phố Đông Hà đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Theo thông tin ban đầu, sau khi nghe các đối tượng giới thiệu sang Lào sẽ có việc nhẹ lương cao nên Quy đồng ý đi theo. Quá trình kết nối, các đối tượng nói Quy rủ thêm người đi cùng nên Quy rủ thêm một bạn nữ đi cùng. Người bạn này sau đó đã thông tin cho bố của Quy nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời vượt hàng trăm cây số ra Quảng Trị để giải cứu con. Người phụ nữ tử vong tại nhà riêng trong tư thế lạ. Ngày 4 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công an huyện Đức Linh và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra nguyên nhân một người phụ nữ tử vong trong tư thế rất lạ. Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 4 tháng 10, con gái của chị NTHL, 32 tuổi, đi học về nhà ở thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh thì thấy nhà khóa cửa nên gọi nhưng không thấy ai mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành nên hàng xóm đã phá khóa cửa. Khi mọi người vào bên trong thì phát hiện chị NTHL tử vong trong tư thế treo cổ nên điện báo cho cơ quan công an. Đáng nói là vị trí treo cổ rất cao, sát mái tôn, đầu nạn nhân gần chạm đến mái nhà. Chân trái của nạn nhân bị trói treo lên cao ngang ngực, hai tay không xuôi theo thân mình mà co gác lên chân trái, bị treo rất bất thường. Phía dưới có một cái bàn và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh. Vụ việc đã tập trung rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan công an điều tra theo quy định của pháp luật. Cháy nhà lúc sáng sớm, hai vợ chồng tử vong. Khoảng 4 giờ 50 phút ngày 5 tháng 10, người dân trên địa bàn thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang phát hiện nhà ông Đặng Đình Thờ, sinh năm 1977, xảy ra hỏa hoạn nên nhanh chóng tổ chức ứng cứu và báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang đã chỉ đạo Công an huyện Lạng Giang, Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ cử lực lượng công an xã, công an viên cùng người dân tham gia chữa cháy. Đến 5 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến ông Đặng Đình Thờ, chủ hộ sinh năm 1977 và vợ là bà Nguyễn Thị Hắc sinh năm 1978 tử vong. Thống kê ban đầu, thiệt hại về tài sản gồm ngôi nhà cấp 4, diện tích khoảng 40m², một số đồ dùng sinh hoạt bên trong gia đình. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Giang chỉ đạo Công an huyện tích cực phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời cử đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các ban ngành đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình phối hợp lo hậu sự cho người chết và ổn định cuộc sống cho các thành viên còn lại trong gia đình. Hai nữ công nhân quét rác bị nhóm thanh niên dùng súng bắn lúc rạng sáng. Ngày 5 tháng 10, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ nhóm đối tượng dùng súng bắn khiến hai công nhân quét rác bị thương ở chân lúc rạng sáng. Trước đó, 1 giờ cùng ngày, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu đều là nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi thì bị nhóm thanh niên lao vào đánh. Theo tường trình của hai công nhân, khi đang quét rác, thấy nhóm thanh niên chạy tới, suýt tông vào xe rác, nên chị Khải nhắc nhóm này đừng đi gần xe rác quá, dễ gây tai nạn. Sau đó, nhóm thanh niên quay lại gây gỗ, đánh chị Khải. Thấy chị Khải bị đánh, chị Lưu chạy đến can ngăn cũng bị đánh. Ngay sau đó, một người đeo kính cận rút súng bắn hai chị nhiều phát.
Một số người dân sống gần khu vực này nghe tiếng súng nổ đến hiện trường thì nhóm gây án đã bỏ đi. Hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Phúc Hưng để cấp cứu. Kết quả chụp phim cho thấy chị Khải bị 3 viên đạn bắn vào người, chị Lưu bị 1 viên. Ngoài ra, công an còn tìm thấy 2 viên đạn ở hiện trường.